Chính trị gia đề nghị đưa cựu Tổng thư ký NATO ra chiến trường. Chỉ huy Ukraine tự vẫn vì thất thủ. Nga chuẩn bị đánh sang Zaporizhia. Người Mỹ phản đối viện trợ Ukraine giữa lúc quê nhà bị báo hoành hành. Nga xóa Taliban khỏi danh sách khủng bố. Kính chào quý vị khán giả đã đến với tin tức thế giới trên kênh youtube Thế giới nghiêng, nơi liên tục cập nhật những thông tin hàng ngày mới dành cho quý vị khán giả. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Mick Wallace, cựu thành viên nghị viện châu Âu đến từ Ireland nêu trên mạng xã hội X rằng, cựu tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nên được cử sang chiến đấu ở Ukraine. Chính trị gia này kêu gọi chúng ta phải cử Jens Stoltenberg đến chiến đấu ở Ukraine cùng với những người Ukraine thuộc tầng lớp lao động đang chết vì cuộc chiến ủy nhiệm ngu ngốc của Mỹ và NATO. Hôm thứ Sáu, trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, Stoltenberg đã chỉ ra kinh nghiệm của cuộc chiến tranh Liên Xô-Phần Lan và nói rõ rằng Kyiv nên xem xét công nhận thực tế lãnh thổ. Hồi tháng 7 năm 2022, ông Mick Wallace cũng đã từng chất vấn ông Stoltenberg tại điều trần trước các thành viên Ủy ban Đối ngoại của Nghị viện châu Âu. Cựu Tổng thư ký NATO khi ấy đã lên án các hành động gây hấn của Trung Quốc và mối đe dọa của nước này đối với lợi ích, giá trị và an ninh của NATO. Ông Mick Wallace đặt câu hỏi cho ông Stoltenberg về lý do tại sao châu Âu không thể chung sống hòa bình với Trung Quốc và tôn trọng thực tế rằng hai gã khổng lồ thương mại theo đuổi các giá trị khác nhau. Ông Stoltenberg trả lời, tôi tôn trọng rằng Trung Quốc khác với Liên minh châu Âu EU và thậm chí với đất nước của tôi, Naui, nhưng đối với tôi tôn trọng nhân quyền là điều thiết yếu. Đáp lại, ông Wallace cho rằng các hành động của Trung Quốc đối với phần còn lại của thế giới là mang tính chất phòng thủ chứ không phải tấn công. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO phản bác nhận định trên khi viện dẫn các hành động quân sự gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông và các nơi khác. Ông Stoltenberg cũng nhấn mạnh rằng mối quan hệ đối tác chiến lược mới giữa Trung Quốc và Nga là một mối đe dọa đối với các quốc gia thành viên NATO. Đồng thời, ông nói rằng việc cập nhật khái niệm chiến lược nhằm đối phó trước các thách thức của Trung Quốc đối với lợi ích, giá trị và an ninh của NATO. Nếu Tân Tổng thư ký Macron tiếp tục thúc đẩy NATO thực hiện các chính sách như trên, thì bất ổn có nguy cơ lan sang châu Á với trọng tâm là Trung Quốc, ảnh hưởng đến các quốc gia lân cận bao gồm cả Việt Nam. Cũng trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, ông Stoltenberg tiết lộ rằng thời còn trẻ, ông đã gặp một điệp viên KGB của Liên Xô ở Na Uy và cố gắng tuyển dụng người này. Ông Stoltenberg nói: "Tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì khiến tôi phải xấu hổ, nhưng toàn bộ ý tưởng là họ, tức sĩ quan KGB đã mời tôi ăn trưa." Và tôi đã ăn những chiếc bánh mì kẹp tôm cỡ lớn này trên cùng một bàn trong một nhà hàng ở Oslo. Khoảng mỗi tháng một lần với một anh chàng tên là Kirillov. Cựu tổng thư ký khi nhớ lại thời kỳ đó kể lại việc cơ quan phản gián Na Uy yêu cầu ông giúp để Kirillov trở thành kẻ đào tẩu. Ông Stoltenberg nhớ lại, năm 1991, cơ quan phản gián Na Uy đến gặp tôi và nói, ông có thể giúp chúng tôi thuyết phục Kirillov trở thành kẻ đào tẩu không? Tôi đã biết anh ta 10 năm. Tôi đã ăn bữa trưa cuối cùng với anh ta và nói, tôi biết anh, anh biết tôi. nếu anh muốn chạy đi, hãy liên hệ với tôi. Na Uy là một đất nước tuyệt vời, họ sẽ chăm sóc anh. Jens Stoltenberg từ chức tổng thư ký NATO vào ngày 1 tháng 10. ông giữ chức vụ này từ năm 2014. vị trí của ông đã được đảm nhận bởi cựu thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, người được tất cả các thành viên của liên minh ủng hộ. trở lại với tình hình Ukraine, ấn phẩm Strana của Ukraine đưa tin. Igor Grip, chỉ huy tiểu đoàn 86 thuộc Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 123 của lực lượng vũ trang Ukraine, đã tự sát sau khi đơn vị của ông đào ngũ gần Voleda. Báo cáo cho biết, chỉ huy tiểu đoàn 33 tuổi đã tự sát vào ngày 2 tháng 10 sau khi tiểu đoàn của ông ta chạy trốn khỏi các vị trí gần Voleda, dẫn đến việc mất thành phố cuối cùng. Theo các phóng viên, tiểu đoàn trưởng đã tự bắn mình sau khi tập hợp đội hình và các binh sĩ nghe thấy tiếng súng ngay sau khi họ giải tán. Khoảng 100 binh sĩ của tiểu đoàn 187 thuộc lữ đoàn 123 đã từ chối thực hiện nhiệm vụ chiến đấu và rời đơn vị quân đội ở Donbass mà không được phép. Binh sĩ tiểu đoàn 187 đã tham gia một cuộc biểu tình ở vùng Nikolaev để tuyên bố không đủ huấn luyện và thiếu vũ khí để tham gia chiến sự. Một binh sĩ nói, tôi đã nộp đơn nhiều lần, ngay cả trong lĩnh vực của mình, nơi tôi chịu trách nhiệm. Tôi đã yêu cầu PKM và súng máy. Tôi được thông báo rằng chúng tôi không có chúng, chúng tôi không thể cung cấp chúng, bảo vệ Donbass và với cái gì? Một sĩ quan Ukraine cho biết việc kiểm soát được Voloda cho phép lực lượng vũ trang Nga giành được lợi thế quan trọng về mặt chiến lược. Theo đó, ông Arseniy Prilipka, sĩ quan báo chí của Lữ đoàn Cơ giới số 72 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, người đã trốn thoát khỏi Voloda, cho hay, lực lượng vũ trang Nga sẽ không dừng lại. Họ đã kiểm soát pháo đài, độ cao, điều này đã trở thành lợi thế khác cho họ. Độ cao sẽ cho phép họ gây ra thiệt hại do hỏa lực. Ông cảnh báo, việc đầu hàng thành phố là do quân đội Nga hoàn toàn vượt trội so với lực lượng vũ trang Ukraine và binh sĩ Ukraine không thể chịu được áp lực hàng ngày từ phía Nga. Ông Prilipka nói thêm, quân Ukraine đã có cơ hội để giữ Voleda, nhưng để làm được điều này, chúng tôi cần ít nhất sự cân bằng về nguồn lực trong hơn 6 tháng. Sóng áp lực liên tục đã diễn ra hàng ngày. Từ pháo binh đến máy bay cảm tử không người lái, liên tục bay trên bầu trời. Họ thường xuyên điều chỉnh hỏa lực, tác chiến điện tử rất mạnh, rất khó chống cự. Ngoài ra, sĩ quan Ukraine cũng thừa nhận quân đội Nga đã học cách thích nghi tốt với sự phát triển của các hoạt động tác chiến trên chiến trường thực sự. Shekhi Dobryak, người đứng đầu chính quyền quân sự của Pokrovsk cho biết, Nga đã phá hủy khoảng 80% cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine tại thị trấn Pokrovsk, một trung tâm hậu cần chiến lược ở Donbass. Lực lượng Nga đã dồn lực thực hiện các cuộc tấn công dữ dội nhất trong những tuần gần đây vào Pokrovsk, giúp Moscow củng cố vị trí và đạt được đà tiến trong khu vực ông Dobriak phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia. Đối thủ đang khiến chúng ta không có điện, không có nước, không có khí đốt khi mùa đông tới gần. Khoảng 13.050 cư dân vẫn ở lại thị trấn và các quan chức Ukraine đang thúc đẩy kế hoạch sơ tán. Chỉ một tháng rưỡi trước, thị trấn này có 48.000 người. Nga tiếp tục tấn công thị trấn, phóng tổng cộng 9 quả bom lượn, làm hư hại cơ sở hạ tầng, ông Dobriak cho biết. Ông cho hay các cuộc tấn công hàng ngày đang nhắm vào các cơ sở năng lượng và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác. Ông thông báo gần một nửa Pokrovsk không có điện, đồng thời nói thêm rằng cơ sở hạ tầng năng lượng gần như không thể sửa chữa được. Trong khi đó, Nga khẳng định chỉ tấn công vào các khu vực mà quân đội Ukraine sử dụng nhằm giảm năng lực tác chiến của đối thủ, chứ không tấn công vào dân thường. Theo một tạp chí của Bộ Quốc phòng Anh số ra vào ngày 5 tháng 10, sau khi người Nga chiếm được thành phố Voleda ở vùng Donetsk, mục tiêu tiếp theo của họ sẽ là khu định cư Velika Novosika ở vùng Zaporizhia. Tình báo anh cho biết, rất có thể trong những tuần tới, quân Nga sẽ cố gắng tiếp tục tiến quân ra ngoài Volynia. Ở phía tây, một trong những mục tiêu có thể xảy ra là khu định cư Velika Novosika, vùng Zaporizhia, nằm trên đường cao tốc T0509 cách đó 8 km, phía bắc là khu định cư của Bogoiaplandka. Trong khi đó, trung tâm tình báo của lực lượng phòng vệ Estonia thừa nhận, lực lượng Ukraine có thể buộc phải rút khỏi Pokrovsk ở khu vực Donetsk vào cuối năm nay. Tại Volynia, binh đính Nga nhận được những chiến lợi phẩm đáng kể. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, chúng bao gồm vũ khí và đạn dược bị lực lượng vũ trang Ukraine bỏ lại, bao gồm cả những loại do NATO sản xuất, súng cối không hoạt động của Ba Lan, súng phóng lựu tự động của Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ, vũ khí nhỏ và các loại khác. Phía Nga tuyên bố giải phóng Voleda vào ngày 3 tháng 10. Thành phố này là thành trì lớn cuối cùng của lực lượng vũ trang Ukraine trên hướng Yuzodonetsk. Giờ đây quân đội Nga sẽ có thể tiến tới Velika Novosika ở biên giới vùng Zaporizhia và Kurakovo, nơi kẻ thù đã trang bị các tuyến phòng thủ hùng mạnh. Ngoài ra, việc giải phóng Voleda đã bảo đảm hoàn toàn đường cao tốc Donetsk-Mariupol. Theo Pravda, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm tỉnh biên giới Sumy, nơi được Kiev sử dụng để phát động chiến dịch đột kích nhằm vào vùng Kursk của Nga. Ông Zelensky cho biết, chiến dịch Kursk là một hành động mang tính chiến lược, tạo thêm động lực cho các đối tác của chúng ta. Hy vọng phương Tây sẽ sát cánh cùng Ukraine và gây thêm áp lực cho Nga. Chúng ta cần thúc đẩy cộng đồng quốc tế, cho họ thấy rằng Ukraine có thể giành lợi thế trên tiền tuyến. Trong chuyến thăm của mình, Tổng thống Ukraine đã tới trò chuyện và trao huân chương cho các thành viên của Lữ đoàn số 82, đơn vị trực tiếp tham gia chiến dịch Kursk. Theo giới quan sát, dù chiến dịch biên giới của Kiev đem lại một số thành công nhất định, nhưng Nga vẫn đang có lợi thế ở các mặt trận khác. Tại Donetsk, Ukraine đã buộc phải rút lui khỏi thị trấn Voleda, trong khi lực lượng Nga chỉ còn cách thành phố chiến lược Pokrovsk 7 km. Theo tờ Independent của Anh, ngày 4 tháng 10, trong bối cảnh cuộc chiến tại Ukraine tiếp tục diễn ra và căng thẳng gia tăng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cáo buộc phương Tây, đặc biệt là các đối tác NATO đang kéo dài quyết định về việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev. Phản ứng trước những cáo buộc này, Phó Thư kỳ Báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Shen khẳng định rằng Mỹ không có ý định kéo dài thời gian cung cấp vũ khí. Bà Sabrina Shen nhấn mạnh, chúng tôi có nguồn cung cấp tên lửa tầm xa hạn chế và bác bỏ ý kiến cho rằng sự trì hoãn đến từ phía Washington. Điều này cho thấy một thực tế phức tạp trong mối quan hệ giữa Mỹ và Ukraine, nơi mà cả hai bên đang tìm kiếm sự phối hợp hiệu quả hơn trong cuộc xung đột với Nga. Trên thực địa, tình hình cũng trở nên căng thẳng hơn khi tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Syrsky, cho biết ông đã ra lệnh tăng cường phòng thủ ở khu vực Donetsk sau khi quân đội Ukraine phải rút lui khỏi Volodya. Ông thừa nhận rằng việc mất Voleda là một tổn thất lớn và bảo toàn tính mạng binh sĩ là ưu tiên hàng đầu. Tạp chí Newsweek đưa tin, người Mỹ trên mạng xã hội bày tỏ sự không hài lòng với mức độ hỗ trợ từ chính quyền Mỹ sau cơn báo mạnh Helen trong bối cảnh viện trợ hàng tỷ đô la Mỹ cho Kyiv. Ấn phẩm viết, bất chấp những nỗ lực không ngừng của cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang FEMA, một số người Mỹ trên mạng xã hội bày tỏ quan điểm việc hỗ trợ cho các nạn nhân của cơn báo là không đủ so với nguồn tài trợ mà Hoa Kỳ phê duyệt cho Ukraine. Newsweek trích dẫn một trong những bình luận của người dùng mạng xã hội X. Thắc mắc tại sao tuần trước chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden lại phân bổ gói viện trợ mới trị giá vài tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, trong khi các nạn nhân của cơn báo chỉ nhận được 750 đô la Mỹ mỗi người. Một người khác gọi tình huống này là sự xúc phạm đối với người Mỹ. Bao Helen tấn công Hoa Kỳ vào cuối tháng 9 làm hư hại nghiêm trọng mạng lưới điện của đất nước. Bộ An ninh Nội địa Mỹ trước đó cho biết cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang FEMA không có đủ kinh phí để khắc phục hậu quả của cơn bão trong thời gian còn lại của mùa bão. Theo hãng tin AFP, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 5 tháng 10 đã kêu gọi ngừng cung cấp vũ khí cho Israel, quốc gia đang bị chỉ trích vì hành động trả đũa ở giải Gaza phát biểu trên kênh phát thanh france inter ông macron nói tôi cho rằng hiện nay ưu tiên hàng đầu là chúng ta quay lại giải pháp chính trị chúng ta ngừng cung cấp vũ khí cho cuộc chiến ở gaza ngoài ra ông cũng tuyên bố pháp không cung cấp bất kỳ vũ khí nào cho israel trước đó cùng ngày quân đội israel cảnh báo người dân sơ tán khỏi khu vực miền trung gaza để chuẩn bị cho các cuộc tấn công quy mô lớn vào khu vực này đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần israel không yêu cầu người dân gaza sơ tán do họ đã chuyển trọng tâm sang mặt trận phía bắc Lệnh sơ tán cũng liệt kê các khu vực cần phải di rời, bao gồm cả hành lang Nezarim ở miền trung Gaza. Tới nay, gần như toàn bộ 2,4 triệu người Palestine sống ở giải Gaza phải sơ tán ít nhất một lần kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng 10 năm ngoái. Nga sẽ xóa Taliban khỏi danh sách các tổ chức khủng bố, theo ông Zamir Kabulov, đặc phái viên của Tổng thống Nga tại Afghanistan, nói với các nhà báo. Sự thay đổi này cũng đã được Alexander Botnikov, Người đứng đầu cơ quan an ninh liên bang Nga FSB, cơ quan chịu trách nhiệm chống lại các mối đe dọa khủng bố xác nhận, Nga là một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ với chính quyền Taliban sau khi họ nắm quyền ở Afghanistan vào năm 2021. Tuy nhiên Nga vẫn chưa chính thức công nhận nhóm này là lực lượng quản lý tại quốc gia này. Taliban đã nắm quyền ở Kabul trong giai đoạn cuối của cuộc rút quân hỗn loạn của Mỹ, chấm dứt 20 năm phương Tây chiếm đóng Afghanistan. Chính phủ của Tổng thống Ashraf Ghani được Washington hậu thuẫn chạy trốn khỏi đất nước, cũng như nhiều công dân đã giúp đỡ người Mỹ. Vào tháng 5, ông Kabulov mô tả Taliban là chắc chắn không phải là kẻ thù của chúng ta. Phát biểu với các phóng viên hôm 4 tháng 10, nhà ngoại giao cấp cao này tuyên bố rằng Bộ Ngoại giao Nga và FSB đang làm việc với các cơ quan chính phủ khác để chính thức hóa việc xóa Taliban khỏi danh sách khủng bố quốc gia. Nhân ngày Nhà giáo Thế giới hôm qua ngày 5 tháng 10, đồng thời là ngày Nhà giáo Liên bang Nga, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đã gửi thư thăm hỏi cùng lắng hoa tươi tới nhà giáo Sofia Leonidovna Kochikova, người đã dạy tiếng Nga cho nhiều thế hệ học sinh Việt Nam, trong đó có 100 học sinh hạt giống đỏ đầu tiên được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi sang Liên Xô học tập. Trong thư thăm hỏi, Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ, năm nay kỷ niệm sự kiện quan trọng đó là đúng 70 năm trước, vào năm 1954, nhóm 100 học sinh hạt giống đỏ Việt Nam đầu tiên đã được Bác Hồ gửi sang Liên Xô học tập. Đại sứ khẳng định những đóng góp của cụ giáo Kochikova trong việc dạy tiếng Nga để các học sinh này có thể thích nghi và học tập thành công ở Liên Xô là yếu tố vô giá trong sự nghiệp của họ. Đại sứ Đặng Minh Khôi cũng nhắc tên những học sinh của cụ Kochikova này đã nổi tiếng và có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển nước nhà như cố phó thủ tướng Vũ Khoan, dịch giả nhà thơ Thúy Toàn, tiến sĩ ngữ văn Nguyễn Tuyết Minh, người đã được đích thân Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trao tặng huy chương Pushkin cao quý, nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn Đặng Nhật Minh. Cũng tại nhà của mình ở địa chỉ số 75, phố Công đoàn, thủ đô Moscow, Phó Giáo sư, Phó Tiến sĩ Ngôn ngữ học Sofia Kochikova đã có cuộc trò chuyện trực tuyến cảm động với các học trò cũ của mình, trong đó có dịch giả, nhà báo ưu tú Vũ Thế Khôi, Tiến sĩ Nguyễn Tuyết Minh. Các cựu học sinh Việt Nam bày tỏ vui mừng khi thấy cụ Kochikova còn khỏe mạnh, bày tỏ lòng biết ơn đối với những tình cảm ấm áp cụ dành cho các du học sinh Việt Nam. Những bài giảng đầu tiên của cụ đã đưa họ đến với tình yêu đối với đất nước Nga cũng như kể cho cụ nghe về dự án xuất bản sách sắp tới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh YouTube Thế giới nghiêng. Xin chào và hẹn gặp lại.